Hey, con bà bạn, xin chào mọi người. Thì hôm nay mình cũng có chút thời gian nên là mình cũng muốn chia sẻ với mọi người một chút về cái văn hóa của bên Nhật, về cái việc mà khi mà mình mới vào công ty thì mình nên chuẩn bị những cái điều gì thì để cho công ty có cảm tình với mình ấy. Thực ra cái này nó cũng không tốn kém là bao nhiêu, nhưng mà mình muốn nhắc nhở các bạn đó là khi mà mình trước khi mình đến công ty ấy, mà lúc mà cái Hajimete New Sa ấy, mà cái lần đầu tiên mà mình đến công ty, một công ty nào đấy mình làm việc, thì mình nên chuẩn bị đó là một gói quà, dĩ nhiên là không phải là một hộp cà phê, tại vì là công ty thì thường là có rất là nhiều người nên là mình sẽ chuẩn bị một hộp bánh, trong đấy nó có khoảng độ khoảng hơn 10 cái bánh chẳng hạn, những cái bánh nhỏ nhỏ ấy, nó không cần phải đắt tiền, thì khoảng 1 cm đến hơn 1 cm một chút thôi, mình sẽ cho vào cái túi đấy. Và khi mà mình đến đấy, mình sẽ đưa cho phía công ty mà mình sẽ làm việc cùng và mình sẽ nói rằng là yoroshiku onegai shimasu, これから Osewa ninarimasu, yoroshiku onegai shimasu. Người ta sẽ có cảm tình với mình hơn và người ta cảm thấy là sẽ được tôn trọng hơn. Trong quá trình làm việc thì người ta cũng có một chút cảm tình với mình rồi, thì dĩ nhiên là làm việc với nhau nó cũng sẽ dễ dàng hơn là không quen biết nhau, không nói gì với nhau, không có cảm tình gì với nhau, đúng không? Đấy là cái kinh nghiệm của mình mà mình muốn chia sẻ cho các bạn. Không chỉ là những bạn đi siêu mà đối với cả những bạn thực tập sinh thì chắc chắn là thường các bạn thường mang quà cho công ty rồi, đúng không? Đấy, đối với những các bạn tộc PT cũng vậy, chúng ta chuyển việc đúng không, chúng ta sang một môi trường mới, chúng ta cũng sẽ phải mua quà cho người cùng công ty, hoặc là những người mà sắp tới chúng ta sẽ ở cùng hoặc là không ở cùng, những senpai của chúng ta ấy. Đấy thì chúng ta cũng sẽ chào họ, giới thiệu và chào và hỏi han nói chuyện, chứ mình không thể nào mà im lặng không nói gì thì không có một chút nào câu chuyện nào với người ta, thì sau này để mà nói chuyện với nhau là rất là khó gần. Mình phải luôn cởi mở và tức là mình phải thoáng ra ấy. Đấy, mình sẽ chủ động nhiều hơn trong cái câu chuyện. Thế tiếp theo là cái buổi đầu tiên mà mình đi làm thì mình đừng bao giờ hỏi người ta là tôi phải đến trước bao nhiêu phút, mình hãy hỏi người ta là mấy giờ bắt đầu vào làm việc, và mình sẽ luôn luôn đến sớm trước 30 phút, đấy là buổi đầu tiên. Những buổi sau có thể là mình đi muộn hơn một chút, trước 15 phút thôi cũng được. Đấy, hoặc là trước khi mình đi làm thì mình cũng có thể hỏi là tôi sẽ phải chuẩn bị những gì, tôi sẽ phải mang theo những gì, hay là tôi có được dùng cái này cái kia không. Đấy, mình nên hỏi những cái mà nó liên quan đến sự chuẩn bị cho công việc. Đấy, bởi vì là đối với những bạn mà làm xây dựng hay nông nghiệp, chúng ta phải chuẩn bị dụng cụ chẳng hạn ấy, thì chúng ta cũng sẽ hỏi như vậy. Đấy là người ta gọi là ý thức thôi. Đấy, khi mà bạn cố gắng rồi thì dĩ nhiên là cái vấn đề lương của bạn khi mà chúng ta nói chuyện thì nó cũng sẽ dễ hơn. Chứ ngoài cái việc mà chúng ta chăm chỉ đi nhưng chúng ta không có ý thức thì người ta không có cảm tình với mình thì làm sao người ta tăng lương được cho mình nhờ, đúng không? Ở bên Nhật này thì người ta nói rồi đấy, thì người Nhật người ta rất là thảo mai, cho nên là mình cũng sẽ phải thảo mai, nhưng không thảo mai không gây chết người, mình thảo mai nhưng mình không nói điêu là được. Mình thảo mai tức là mình khéo léo, mình lựa lời, mình ăn nói đấy, và mình cố gắng công việc thì cái đấy thì là có lợi cho bản thân mình thôi. Thảo mai mà nó không có lợi cho bản thân mình, không có lợi cho đối phương thì mình không nên làm, đấy là nói dối. Nhưng nếu mà thảo mai để cho giữ hòa vi quý, giữ được mối quan hệ càng thân thiết nhau hơn, càng tôn trọng nhau hơn thì mình nên thảo mai nhá. Đấy, chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ và chúc các bạn tìm được những công việc ưng ý. À, tiện đây mình cũng nói thêm với các bạn nữa là hiện tại thì là các chuyến bay người ta đã được mở lại rồi, cho nên là việc các bạn tìm việc nó cũng sẽ khó khăn hơn một chút, bởi vì là thực tập sinh cũng bắt đầu nhập cảnh vào, và những người mà họ bắt đầu tốt nghiệp ý, tốt nghiệp trường tiếng ra hay là tốt nghiệp trường chuyên môn ra, người ta không có việc, người ta cũng đã chuyển sang tập QT, người ta cũng tìm việc. Vậy cho nên là cái sự cạnh tranh của mình nó sẽ nhiều hơn. Đấy, chúng ta cũng đừng có hỏi là chị ơi em muốn việc này em muốn việc kia, mà chúng ta hãy bày tỏ trước cái vấn đề mình đang có, tức là em đang có những bằng cấp gì, em đang làm công việc gì, visa của em đến bao giờ, và ước mong của em, ước nguyện của em muốn làm công việc gì. Và theo chị thì cái công việc em có những cái giấy tờ như này thì em nên theo những công việc gì. Đấy thì chúng ta nên hỏi không chỉ với mình mà các bạn cũng nên hỏi với cả những người khác như vậy nữa, thì để người ta có thể, ngoài cái việc mà các bạn mong muốn, người ta cũng có thể tư vấn những cái gì người ta biết nữa. Đấy, mình cũng sẽ chọn mặt gửi vàng nha. Chúc bạn may mắn, xin lỗi mình kéo dài thời gian nha. Hay, kaisama desu.